Hôm qua bà single test cái map này, xem thử xem sao. Cắm vào chim hấp dẫn. Anh đang tự nhảy cái gì đấy? Gì đấy Smo ơi? Con chim em sợ đang... Ok à? Quýt nữa nè. Game yên. Quýt. Quýt nữa đi. Quýt mà chết chi. Sao lại con này nó đứng đường? Liềm vui nhá, vui trở lại nhá. Ôi, lại là thiên thần. Lô. Lại rồi thiên thần. Lại đây không phải bốc. Bên kia gì Roland lần à? À, tướng luyện con Barak à? Xem nào. Đây. Xấu thế. Xấu thế. Đây ra đây. Tiện đường thế. Vừa lấy được thành thiên thần, vừa có bỏ chim ạ. Thật sự. Có đủ tiền mua chim không? Mình cái Acha nào. Thế thì đánh con lùn trước, xong đánh nhà lùn sau à? Không biết nhà lùn gì. Xài lốc tận nhà luôn. Nói chung bài cả hai đều đẹp. Bài Tùng thì skill chi chưa biết. Bài skill chi thì... Dạ Tùng nhìn nó hai nhà gì rồi. Nhà Tùng build ở này kiểu nó có mục tiêu nó mục tiêu đi di chuyển rõ ràng. Nó không... Để gió gió bản nào nhà có ông gắt cái gì ông gạt. tôi hỏi thôi tôi gắt đâu, con mắt của mình vẫn đỉnh. Ủa? Thật mà bản này nó bảo giảm tỷ lệ bóc 4-5 mà nhỉ, đã ít này còn ít hơn. Em ơi, anh không quan tâm, anh đọc ở trong hạn ở trong cái template nó ghi có là có. Nó vẫn có nhưng mà nó tỷ lệ thấp thôi Timmy ạ. Nó ghi hẳn ở trong cái file template của em download về. Chuẩn này đúng là thành, phải nói là đúng là thành thành tuyết này đỉnh. Cứ kiểu đánh một hồi là nhìn ra kiểu gì nó cũng nhặt được lên được gió. Gió. Đúng rồi, cái thành đấy, cái thành tỷ lệ lên đó cao nhất trong game mà. Thế nên con Xuân Bia nó mới mạnh. Còn tỷ lệ ra đất cao nhất là thành lầm lầy với cả thành... À nhầm, thành đen đen với cả thành... Thành ma Grand Pass. Đất á. Đất, ừ, đấy ba thành đấy lên đều cao. Nhớ thế. Tôi thấy thành ma lên cũng cái nhiều. Đấy, ma... Rồi, ngó lại coi. Thành ma dễ lên đất lắm. Thành Rampart là tỷ lệ lên đất là...
sao nhỉ? Thành lầm này có 4, à ơ thành Rampart có 4 á. Thế kéo phải rồi. Thế chắc là thành vùng đen. Vùng đen đục. Thiếu tiền kìa. Tiền kìa. Nhàn chưa. Ủa. Thiếu tiền kìa. Ừ. Nên để sang tuần là xong game rồi. Chuẩn. Đi chuyển đầu tuần tầm 4 con thiên thần đi thì đỡ làm được. What? Mình thấy cơ á. Tính cái nước tiếp theo. Đất này cũng về chứ. Úi bạn giàu quá nhỉ. Tuấn nhầm đấy. Cụ má. Tuấn nhầm đấy. Ô, bản này như mày làm bức toàn bức con ghẻ này. Không sao, lấy con ngon mà, đấy. Đấy bảo, game như mày toàn bức con ghẻ luôn, game chỉ bị toàn bức cửa kìa luôn còn. À, ý là quân canh như thế. Ừ. À, chuẩn chất lượng bốc. Ba nhà con gì gần nhau luôn. Ngủ ngoài hôm ăn ba nhà đấy. Không, ăn thực ra là không nên ăn. Ăn nhà đấy trước, ăn nhà bì trước. Ăn nhà zombie, rồi ăn nhà của nó đấy, mai ăn nhà lùn. Nhà zombie nó sẽ có đồ ngon đấy. Đừng kinh thường. Ấp ô. Đi. Đánh con xanh nhất. Đánh con xanh nhất. Con mít là thành ví nhỉ? Tu về à? Em lần có ắt quan về con tình anh cá được 4 hỏa chim tuần rồi. Mình có mấy thích? Mình hết. Suýt rồi còn 3. Chết rồi còn à? Không, mình đã không xây được. Chạy lên đấm. Không thì bắn con đấy xong rồi bo con 15 bắn được. Anh nghĩ là tầm mana đủ chơi về. Đôi má. Đấy nhở. 14. Cùng má.
vui xây chưa? À. Cốt mình là 12. Cốt mình là 200. Và 200 á. Lon. Xây barrack lên. Nhớ bằng quân nhé. 12 quân quân lắm. Cứ bỏ chim một chút, em có quay lại lấy không? Không bóc kem bơi khó quá không ăn được à? 20, 49 chắc là 20 thôi. Bùn mặn này. Thấy mẹ luôn thần đất đang cành rồi. Ừ. Đâu. Kìa. Phải là ai? Phải là ai đủ ra mà? Không biết đủ. Phải là ai từ trước cái lúc mà ăn cả nhà thôi, không đủ kinh nghiệm là em thôi. Tuyệt vời. Ờ, phải là suy ba của em không có đấy. Còn không biết giờ mình quên hết. Rồi, xảy cả nào hơn. Được. Thiếu một bước ạ. Nhiều khi nó chỉ thế thôi đúng không? Thiếu 299 này. Đẩy đần xuống dưới ạ. Đúng được vô hoàn toàn. Ở đây á, tôi đang muốn sang đây ăn hai cái này. Ở dưới có hai nhà lùn rồi bạn. Bị chịu. Xuống đây ăn đây nhá, mai xuống đây ăn mọi người về đây. Là xuống thẳng luôn. 299. Nhìn cái bốc của bò này. Thế là 456 đúng không? Thế là 45 là ăn được hết mấy cái đấy, về thành 6 là bạn đi ăn nhà yên thần. Sự việc đầu tiên nhìn xung quanh đâu. Kiểu gió stable nhờ. Nhìn nó vô học đúng không? Nhìn được. Tính mình không bao giờ check xem nó có bao nhiêu con nhé. Rồi đánh đi xem có ngán không. Đừng ăn cái đấy, mẹ bạn thành thùng đen đấy, ăn người tự hủy đấy. Mẹ tôi còn chưa lên được ớt ven này. Từ giấy kìa, từ giấy kìa, ăn nốt từ giấy đi. Biết đâu giấy ngon thì ra, ăn đi. Gặp càng đông càng nhiều kinh nghiệm. Bình tĩnh rồi. Em anh ở hiện lần trước cũng được.
cúp là chim. Ba cái nhà lùn này ăn được một thân mà. Kể là không có hai lò. Anh mai cái nhà lùn thì quay sang đi chứ. Cũng có cái này là phê rồi. Ờ cũng được. Làm bốc đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ông còn bóc linh tinh. Ừ, vẫn thích của chim. Ừ, ván này bỏ gấu. Gấu cần 4 phây đúng không? Nếu mà không đủ tài chính. À. Thì mẹ, nhưng mà cái trận học đứng nước kìa, đéo thây gấu là sao? Có nhầm lẫn gì ở đây à? Anh bảo là em có lên được, em khoe là xong mấy em, anh tưởng là em có nước. Nước luôn là nước mắt anh cả. Anh ok luôn đấy Timmy ạ. Trời ơi. Anh ok. Anh Đạt cũng bướng nhỉ. Ngon. 400 tốc. Hay là bay nhà bú nó đi. Tiện đường để ăn kéo lên luôn. Đang gặp anh của em. Bốn trăm bước kìa, úp lẻ. Kim xét thế là hơi ít đấy, sợ chết đấy, chết quần. Một ba một cái bờ đất là đẹp. Anh ơi, thằng này con chim xét đây là chim xét tuần hai, chim xét tuần ba nó khác lắm. Em trả tới bây giờ em xây Citadel lên để nhân quân lên. Hay là nó không cần thiết. Citadel thì em nghĩ là anh phải... Kiểu tí á, thang nghe, đừng nói lít làm gì. Bắt buộc là phải lên Moran rồi. Bắt buộc phải lên Moran. Sao nghe có kẻ thống khổ đấy. Anh Đạt ơi, ông đừng có bắt buộc. Tôi vừa mất một phần đèn, tôi buồn đấy, ông tìm hiểu, ông nói ít đây. Ông để tôi yên. Phải lấy được ra tôi ăn mèo lùn từ đó xuống. Như thế này. Hay là mana thôi mà. Ừ thì không vừa like thôi. Bạn đâm thẳng cái nhà lùn mà đo được cái giếng. Đúng không? Bay xong mổ luôn. Đeo. Rồi. Quét. Mình chết bằng chim nữa. Ông đừng có chịu ở đây. Ơ và lờ thì mẹ bạn đánh thế còn lại giống Đạt hôm trước. Dạ. À không. Đúng rồi. Nhưng mà để nó chém Griffin đấy. Đo nhà lùi này. Mắc đỉnh lên. À máy có là thứ hai. Một hai bốn rồi, lanh quanh.
cái thằng nào mà bạn gần mấy hai Naga Bank hơn ấy. Cũng được. Đấy, hai cái Naga Bank gần nhau lên là 4. Ba thiên thần là thoải mái đánh ấy rồi. 4 15 15 15 được thôi. Anh quất lô gà chạy các thủ rồi. Ủa, cái là fly thẳng lên là sai lốp ở trên dầu mà đo ra đường luôn thôi. Còn mẹ mà hai thiên thần, hai thiên thần là bạn có biết đánh không? Mẹ tôi đánh sao được. Lắc rồi. Sạt thế, bành sạt thế. Bạn không cản con thay lốp vào đấm con cung đấy. Bành xa quá. Đây vào. Mít là cô về à? Mít là cô về. Đâu, chém con ba chứ. Ừ. Tí con sửa lên đâm là chết con 6 mà. Tí con sửa, sửa đánh con đấy. Con 4. Cái con đi rồi bạn không đánh. À con chưa đi để đánh. Thoải mái. Ăn hai nhà luôn cho cẩn thận. Trong khi vẫn đủ ăn sai lốp đây. Mẹ thế đéo mà đánh thì mất hai con đấy ấy. Auto đỉnh ấy. Được thêm 1 tiền. Ai được thử ra vừa được. Cũng ăn ngon nhỉ. Một nhà mắc, một nhà tiêu 4, nhà tiêu 3. Ấm ấy. Nhớ siêu nhá, lần trước bạn số tôn kim nó hơi ảo ấy. Thì vậy lại tiêu 3 bước. Không ra ra hơi. Ông phải biết tính toán chứ. Thì cay thật sự. Ông tìm gì để tôi đang trông. Một cấp một mana, hai cái đất một mana, ba cái đất một mana. Nhà khỏe đấy. Tân thao bú 4 bóc. Hay là tân thao bú 5 cái bóc ở đấy là lao quay nhà rồng. Đưa ra 6. Đấy, 5 cái mà. Thấm hiếu tính cả cái đấy lắm. Cái bóc đấy vừa nãy gì nhỉ? Đang bảo cùi quá không lấy. Đừng bỏ e. Mẹ đúng là thiên thần. What?
nhưng mà What is the Magic à? Đúng vậy. Úc đi có lẽ té luôn. Đéo nên đâu bạn, tôi nói thật. Đéo thể làm gì ý. Chậm lại ra mít ra lúc được. Không. Chúng ta cũng không thể nghe mãi được. Thì rồi. Mẹ hèn nữa. Được nào. Bữa được chuyển ăn gì ấy? Đây, này. Đây, tôi thấy rồi. Không, còn còn dư quân thì vào đây luôn. Ngựa mai, nó không đi hơi xa. Nếu bạn bữa cái đấy không ăn thành luôn ấy. Thì tôi về đây nhá, tôi ra đây nhá, tôi lên đây nhá. Đây, chỗ này cho thêm ít quần này. Này, ở đây. Kiếm lót đây. Đây. Kiếm một kiếm lót này. Đây này. Nói chung đủ đồ chơi mà. Ăn được nhà rồng là tất cả mọi thứ giải quyết xong. Có khi đéo khả năng sẽ có. À, còn cái thư viện nữa, bạn bú trước không? Thế luôn ấy, hôm nay đánh. Nó cứ thiếu 3 bước là sao ấy nhỉ? Thư viện trên đầu bạn ấy. Thành di truyền rồi, cứ thiếu một bước cả thành thiếu 3 bước. Thì mẹ sợ cọc quân tùng to quá nó cắn thiên thần thì mẹ. Chắc nhớ tách một đạo bay tầm 50 cháu ra chứ. Nó thổi thiên thần thì ăn thư viện không? Ngay trên đầu. Đi qua cái bóc. Xa lắm. Đi qua cái bóc. Đúng không? Thần lửa bao nhiêu con? Hốt thì ăn tiếp. Xe rồi. Ok. Bỏ cái tin. Đấy. Ok rồi. Về up. Crew lên chén. À, khỏe luôn. Mai. Mai tiền. Mai. Bạn thiếu tài nguyên ý. Bạn không thiếu tiền đâu. Tí đánh nhà rồng xong bạn thiếu tiền đéo. Cứ lại tài nguyên mà ấy. Còn một cái này. Ừ đấy, ý là giữ lại nhớ, giữ lại 10 mỗi loại. Bán thì cũng được. Nhưng mà mai rồi bán. Mai còn tiền ngày mai nữa mà. Đi luôn đấy, đi luôn nữa. Đi ngang ấy, đúng rồi. Đi tiếp, đi qua đấy. À, bây giờ vẫn còn thủ phải đo. Đo bảo bạn tí tách đôi cọc xỉa ra cho nó thành 50-50. Không thì mẹ. Đấy, tách đôi ra. Chắc đo luôn thôi, đo nhà rồng, đo Pokemon nó break. Thuyền sót 6 ấy. Ok. Wait. Rồi, thơm rồi. Không phải là ai con.
đồng vàng với là con rồng tà quét. Ủa đi ở đâu ra ấy? Đừng hỏi tôi. Quét đít mẹ cái đấy đâu ra ấy? Rồng đen đấm rồng rồng đen ấy. Trẻ mất cút luôn, mẹ kinh mãi luôn. Tạm tạm bên thần thôi. Rò đi anh em. Ui, mong cái gì đó đây. Bạn ơi, để lấy đâu ra mana mà break một siêu à? Được. Break một siêu, chân tay một ngón. Còn mẹ em kinh vãi luôn. Được mẹ thôi. Đến là đang cảm thôi nhá. Rồi. Vừa ra rồi đúng không? Ăn được. Kinh sai rồi. Đánh nhau thì nhớ cầm sách lửa, lỡ mà thọt một con thiên thần thì mà không đéo được. Chắc kìa là nên đi dùng sai nào, trái phải. Nhìn trong clip lô ấy. Đừng Hmm.
mít tổng đen thì cũng thú vị lắm. Kịp hết. Kịp hết luôn. Giờ này đánh chán đấy nhở? Morris thôi bạn ạ. Đâu tôi xem nào. Đi quân này rớt á. Cầm cái này thì ăn này. Lấy mà cầm cái này ăn đi. Học. Học gõ đất lên. Em bật UE lên là em không nhìn sang ấy rồi. Cái ngày hết xin tên này em phải mà ấy. Là phải loát ngay xin tên này em phải loát rồi. Bởi vì trong game lúc nó ghi đấy cuộc tấn công từ không đấy. Tức là đối phương soi VE không thể em không tấn công được nhưng em lại tấn công bởi vì hết xin tên em được ghi 2 ngày. 135 là em bật xin luyện, em bật Lui An đây là Timmy vẫn đang đứng nhà. Xong rồi hết, xong rồi trong ngày 135 đấy chắc là Timmy muốn rush em thì đến cuối ngày 135 em bật Lui An lên thì Timmy vẫn đang đứng, em không biết Timmy đứng đâu. Thành 136 hết xin phát và thấy Timmy đứng trước cửa nhà mình rồi. Trời ơi, trời ơi. Lát rồi. Sao lại để cái tên phòng là ông già vào đây? Ông ngủ đúng Timmy. Lắp lên đi. Em phải là người loát chứ anh Timmy. Cái quái nào nó vẫn phản chết con vịt nhỉ? Vô lý. Chưa?
Ông cứ xế hình như là vậy cũng là em đánh anh rồi. Lót 134 anh nhá, lót 134 nhá. Ừ, 134. 27 là đẹp nhất. Ừ. Thế. Chứ không để sâu quá thế. Đi vào đích lồng vàng bây giờ chứ này. Bạn xếp thế nó vẫn random thôi, nếu quân trong thành nó thu là random. Cái gì không? Quân thủ thành ấy mà không để trong thành mà mình đứng bên ngoài ấy, vào trận auto random lại vị trí. À ý là tùng cái gì? Ừ. Đó là auto mà, nếu mà không ngủ ở bên trong thành. Nhưng mà nó đến hết thôi thì sẽ đánh người khác. Chúng tôi vừa rồi nó sẽ đánh đi từ scout. Em có thể là một su, ông su gì đấy. Đấy, đi scout rồi đấy. Chết rồi, ấn nhầm phát mất, không về thành rồi. Ơi, vui quá anh Nhầm ơi. Anh ấn nhầm. Ấn unbox xong rồi nick kia nhầm nút X kia nó bỏ đi theo mất 100 mua vợ. Không sao. Nhưng mà em thấy anh mãi chưa chiếm cái thành phượng bên trên vậy. Hả? Em so view từ 127 anh vẫn thấy 113, 114 anh đã có cả đất gió rồi. Vậy à? Mỏ vịt, mỏ bò anh ở hết dưới 125, 124 soi vẫn thấy 3 thành. Các mỏ anh đều ở dưới hết, anh không ăn. Dấu chim đi, à dấu thiên thần đi. Dấu thiên thần. Vào đây. Xong tên này anh em ra xem trận chung trận combat bên kia cái xem nào. Ờ anh enter đi, em ứng ra xem rồi. Đấy anh enter. Còn lại vàng mà vào là cút. Rồi, nhưng gần như em bỏ muốn bỏ mid của Timmy. Đúng rồi, Timmy tập trung vào build. Timmy không biết mid là rồng ren. Nên dù Timmy có build được con mid thì Timmy cũng không khỏe được. Làm việc không mở mắt đúng không? Đúng rồi đấy. Bởi vì em ra biết em thấy em biết dòng đen bảo là bây giờ kể cả có mà build thì bây giờ họ cầm trên thần ra nhân không build không mở mắt nên đẩy thôi đấy. Chứ ví dụ chứ ví dụ Timmy mà biết thành đồng đen một ấy thì tuần hai Timmy sẽ build gấu thì game nó sẽ khác đấy. Có nghĩa là nếu mà em build gấu từ tuần hai thì em sẽ đánh lên trận đấy, nhưng mà em không build gấu nên đẩy thôi. Em nghĩ là em phải đẩy thôi bởi vì thần đúng rồi, nhưng mà đến chút kinh nghiệm mà thành gấu con gấu đánh về lết thì khỏe, người có điều kiện mà build được thì vẫn cứ build bình thường. Vì thành chim sét không phải là mira rớt. Đúng rồi, vì có một trận em đánh với em đánh và bác su nhìn đấy, em xong tuần ba em đáp của gấu xong em đáp của view, em đáp của view em cắm phun vào mò sạch cái lúc cơ, tức là em xác định được mít yếu các thứ ấy, tức là kiểu mình thay đổi được cả lối chơi ấy. Đấy kiểu Timmy là nói chung là sang từ 3 từ 4 Timmy có bắt đầu xây gấu với sai lúc Timmy vẫn. Đúng rồi, bây giờ em bắt đầu năm ở tuần 3 thì không thể nào mà đánh được anh rồi, anh có thể là em làm được lại. Không thể đánh được mà em, nhưng mà em có em nói chung em vẫn sẽ có cửa đánh ông lại với anh hẳn hơn. Hơn là em cầm quân như này. Thật ra thì thành gấu là một thành không cần rớt, bởi vì bản thân nó là một thành trận rất tốt. Nguyên nhân là bởi vì quân nó khá là khỏe. Cho nên nó là một thành trận rất tốt. Thôi, mà thôi nói chung là đấy nghe được rồi. Cải thiện dần thôi. Nhưng mà mình cũng đúng kiểu xác định được thành nít là gì từ sớm thì đúng rồi, thay đổi chiến lược. Nó thay đổi cũng như game này nó thay đổi luôn cả trận đấu ấy. Ví dụ nít
ví dụ Nip mà là một một thành khác thì chắc chắn Timmy cầm bớt sang em thì khả năng Timmy nó sẽ cao hơn. Em ra thấy biết dòng game ăn thôi, bảo tầm này có mà build thì họ cầm trên tờ áp ra cũng thế, phải đi đánh thôi. Chứ với lại quả đấy em đánh nhà rồng ở nhà, nhà rồng ở đất nhà em là nhà rồng mắc. Em nó được hai quyển sách đất với quyển sách biển rồi. Xong rồi em thấy Timmy Rush nữa là em chạy ra kia em ăn luôn quyển sách đó, thế là em thủ nhà luôn. Còn quân em thì quân đông rồi. Game này em lại rất nhiều hộp. May mắn với quân em rất nhiều hộp nên em có thể chơi được cả sắc cơ pha với Timmy luôn. Đông quá nhỉ? 22 trăng. Ừ. Chúng đánh 22 không? Chúng ta đánh gì? Su bảo đạt rồi đi. Ờ đúng rồi. Em thử đánh trận 22 nào. Không, còn một cái nữa. Đấy là cái tướng phép của Thành Tùng Đen ấy, nó lên pao nhiều hơn nên nó lít ngược lại Thành Tuyết là lên nó lít nhiều hơn lên pao. Với cả Demon Skin siêu đẹp. Thông Miên bị mất cái Sockery. Ờ Sockery cũng hay chứ, Sockery vì có trên của nó cũng kinh mà. Thì đấy là bác so sánh giữa Sockery với cả không có gì, tất nhiên nó hay rồi. Nhưng nếu so sánh nó với cả một cái gì khác thì mình sẽ thì cái khác mạnh hơn. Đúng rồi. Nói chung là mỗi con nó sẽ có một cái điểm mạnh, nhưng con Dimir nó vẫn nhỉnh hơn một chút xíu. Em nhớ ngày con xưa con Dimir nhỉnh hơn nhiều á. Em nhớ ngày xưa thằng Lê em nhớ ngày xưa thằng Lê Sian nó đánh con Dimir ấy, mà nó nhặt được trên nhà nó ấy, mà nó sạc bạch kia là Sumi, nó có bảo trên của nó còn đau hơn cả trên của Sumi. Thôi đừng xem con Dimir 1-2-3 đến nhà rồi, 1-7 break. Đúng rồi. Cứ đi vào đấy con Naga rồi một chết một sour hai sour là chết hai spike rồi. Con vừa kiểu bị mạnh quá thể đáng ấy, bị ban là đúng. Thì đúng là con tướng đưa đăng dần từ đáy xã hội lên đây. Thằng bị ban. Trong bị ban thì bọn nó thằng MCK nó phải nhả lại con Lolay đấy, chứ lúc đầu làm gì có con Lolay làm gì được vào. Lúc đầu con Lolay cũng bị ban, xong rồi về sau nó cho lại con Lolay với mơ, xong rồi cuối cùng nó ban đi mơ thì nó nhả lại con Lolay. Thế đàn dần mới thở được chứ đàn dần bản ngày xưa chơi mỗi con đợt đợt đang con ấy, cái con 350 tiền một ngày ấy. Ờ đúng rồi, tôi nhớ cái thời đấy. Nhưng mà chẳng hiểu sao cái thời đấy mà chúng nó chơi mà chúng nó còn xây được nhà rồng từ tuần 2 cơ. Tôi nhớ là tôi cũng chơi được, tôi nhớ là cũng có, nói chung cũng tùy game mà tôi cũng kiểu xây được nhà rồng từ tuần 2 với con đứa đàn con. Nhập bài thì cũng thua được hết rồi. What? Được. Thế chứ. Con kia nó cắn lên Tetrify, xong rồi con này cắn để cho hết phản, xong lại lên Tetrify luôn. Đỉnh. Lại. Kéo nữa. Ôi ảo ơi. Cuối cùng nó không hết phản được ạ. Nhục kéo chịu được. 3 phát Tetrify liên tục cả tiên mất thành con bò to ạ. Cay à, con Basilisk to ạ, cay thật sự luôn. Game ảo lòi. Game ảo quá. Đánh được tay cầm chuồn rồi. Đây anh chơi con này. Tôi nhỉ, hai con này bỏ lại. Con vịt đứng đây. À con vịt đứng dưới này. Con chuồn đứng đây. Và xích đứng bên ngoài bò đây rồi. Đúng rồi. Phía chỗ nhanh. Đi về. Vịt 10 gỗ 10 đá 10 3.000 tiền đủ không nhỉ? Chắc là đủ.
chắc đủ. Ổn phết. Thôi này lại. Ấy da, cũng khúc này à. Cảnh mà nó vừa lại con này đi trước xong con này. Con này speed 8. À được, 8 rồi. Được. Chín mà đi 5 thôi. Cả được, em nghĩ cắn không chết đi, nó phản lại không chết. Không cần, kẻ đơn giản. Nó đơn giản mà chơi thôi. Nhưng mà thế bác không phải đo vậy nữa. Hả? Bác hết đo rồi. Hết đo à. Ừ. Thế không đủ mana ấy, tiếp luôn. Không đủ lực về đây à? Không đủ lực về luôn nhỉ? Lai mình dùng chưa nhỉ? 900. Không đủ. Thì đang khó rồi. Hôm qua mình... Về đi anh Kính lại. Ok. Xem nào. Phải này, đúng rồi. Mai cũng không đủ hồi tành, thế vẫn phải hồi tành. Đây chắc là đủ. Từ đây đo đây, đo ăn đây, chạy ra đây, đo ăn đây, chạy xuống đây, đủ. Đây cũng có 1, 2, 3 hai ngày. Has speed up. Anh mình xa mà đánh hơi bị chậm. Bác ngắp bò đâu ấy? Ngắp bò đây. Nhà lúc ấy mình đi qua đây mình ngắp luôn. Ui. Hơi lát. Ngắp quên nhầm thành rồi. Thế rồi nhầm thành này không đủ mua vào 1 này, 2 này, 3 này. Đủ không nhờ? Hot. Bác có thể bỏ qua cái áo đấy. Cái đấy khi là đủ bộ máu thì chạy qua ăn. Em nghĩ là nên chạy lên đường đo ăn cái kiếm luôn. Thank you.
300 ăn và 200, 100 đô ăn đây. Hợp lý. Bác quét con vịt. Không sao. Sao cái nào cũng mày. Ôi xe xui thế. Em xui thật. Đấy bác đơn giản đạp con 7 là được, bốn con kia kéo nhìn. Có nghĩa là nó sẽ không đánh được con kia rồi, nó sẽ không đánh con vịt chắc chắn rồi, nhưng không nghĩ lên một đàn vậy. Nó thử hỏng rồi. Hỏng rồi. Đây đơn giản. Quét rồi. Trước mặt đi. Thì em sẽ đoán được là cái tương quan của ta lúc đấy sẽ như nào. Bóc phải library kìa bác. Anh nghĩ bóc phải library mạnh hơn. Anh đang chưa có quân tử đúng không? Không đủ ăn cả library bóc. Chắc ăn library được cái vòng cái ăn chưa được đẩy. Xem là 700 mà còn dư. Khó đấy. Khó đấy, 400 mover lên ăn library 1, 2, 3, à đủ 300 đủ. Rồi, được rồi, biết thế. Lửa, thôi bỏ đi. What? Nhanh thế. Thủy à, bên bạn có hoàn tiền không? Thank you.
Từ đây, hồi thành kia là khoảng 600 đo sang đây. Đo sang đây ăn vào, hồi thành tiếp. Chưa 22 các bạn. Thầy Su rồi. Đấy. Thầy Su hiển 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 linh 22 cơ mà. Đấy, năm nay thì đang chờ đây. Đang đợi hắn ở đây luôn. Đúng rồi. Hết tiền rồi anh Nam ơi. Ừ. Không sao. À, cái này họ build titan up titan rồi. Ờ bò bác đói rồi. Bước ở ngoài kia. Tầng bò. Bò anh Nam đem đem thịt hết rồi. Tầm này đầy chuẩn rồi. Lên đường. Bác có mấy con bò dưới lòng đất đúng không? Em nhớ thế. Lòng đất á? 9 bò thôi bỏ đi, không đủ. 9 800 một con, 8 x 9 thôi bỏ đi. Lấy con này vào cũng được. Anh Nam bò, mấy con bò đấy nó cũng hơi liều ý chứ. Không nhưng mà nó có khi mấy trăm mover mình sẽ làm được việc ở mid. Về đấy mất 400 mover không cần thiết. Ồ, mid ở rắn à? Nó có sợ đang định bảo con rồng xương có sợ không thì đánh luôn được. Xách nước, xách nước. Ê, mày nào có nước không? Có mà. Đấy, xách nước là chuẩn. Sẽ tạt qua cái xách nước anh nè. Này cũng được. Mai vẫn đến rồi. Nghèo đang nằm chân rồi. Bác còn muốn đo đúng không? Mũ cũng được nhưng mà mũ thì có thể lên đây, lên đây. Được, nếu được, được. Nước thì bây giờ thì nó hơi vô duyên, ngừng đi một tí. Buông vào. Đó, thêm 2 bao nữa. Tắt đèn chưa? Nhân chính. Ai đo là đến mà. Bác ăn con scholar đấy, đúng rồi. Ăn là đến luôn. Có thể không mất khẩu gì anh, mất khẩu là gì ạ? Bác ngoài con scholar à? Thừa. Không, không lên, anh nghĩ không lên đâu. Thôi, cái này thì em cài được rồi. Vâng. Bác còn một đo đúng không? Đúng rồi. Vâng, vâng. Vâng. 15 titan. Vâng. Vâng. Rồi. Vâng. Thử vâng, xem vâng. Nào. 15 titan này được 6 con. Vâng. Cái này. Có những tóc. À, vâng. Cầu bác ơi, cầu bác ơi, cầu. Ừ, đúng rồi nhỉ. Đấy, không nhắc quên.
đã check thế rồi vẫn còn quên. À thế bảo sao? Rồi chiến thôi. Rồi nhập ma, rồi nhập thủ khẩu mà mình chuyển khẩu đến đây rồi mà nó kéo nhập chiến, đang kéo nhập mình. 35, 46. Ừ. Luôn rồi á. Rồi đóng đóng 5 triệu nữa rồi. Nó báo mình xong rồi mà bây giờ công an ở dưới quê nó bảo mình nhập khẩu dưới kia. Lắp quả bác ơi, chuẩn. Thì bảo bây giờ cài cái VNID xong rồi nhập khẩu, xong rồi nhập cái thứ vào. Hết rồi. Người vẫn đi trước. Đất nói 13 rồi mà vẫn đi sau. Công an ở 13. Công an ở phường, ở dưới quê à? Nó đọc đúng số ăn cướp của anh luôn. Cho anh cướp mới mà. Anh cũng nhập cái dùng nhiều đâu. Nó chỉ bảo là mình cài VNID thôi, mình thông tin của mình trong đấy thôi. Cái cẩn thận phần nhiễm tốc của Đạt và nhiễm tốc. Cái bài mà Bill bò với cả vịt vào đẩy cuối tuần 4 là bài mạnh nhất. Kiểu cái bài đấy là bài kiểu cuối tuần 4 là bài một trong bài cực mạnh. Ba nhăm nhân sáu, ba nhăm nhân 6,800, 2,100, 2,100 với 2,200 chết 30 vịt. Thế bác nào còn ăn không ăn bóc thành có ve. Thường nó biu vịt, nó biu bò với vịt xong là chúng kể đấy thôi, chúng cái đánh rồng rồi, làm với cả đánh bóc. Đạp luôn được, trong kia làm gì còn gì đâu bạn. Trời tân sợ không sơ. Học bạn thằng gió à? À lúc trên họ mới tô rồi. À, Đạt không có xét giấy. Thế thì khó, ăn có xét giấy thì khó. Thế tân sau, con nếu mấy thì con vịt mình vẫn đi trước. Có sách nước không anh em? Không, không anh không có sách nước. Nó ngược đường anh kịp lấy. Anh đánh đây vừa đủ một tí. Anh định là nếu mà được có thể đo ngược về nhưng mà cuối cùng là không đủ. Thằng đèn bút ra chạy à? Thầy thì con Haspit làm sao được? Quên. Đạt ơi là Đạt. Con Naga. Thế sao lại cho Naga? Con Naga không chống phản nữa. Trời ơi con Naga. Chuyên thần đèn bác ơi. Hypnotist con này giữ tên ạ. Ơ, anh dương hả? Không, tức là anh trên để anh nhường lên, anh đánh con này 2 tên cho đi luôn ấy. Bây giờ họ hết hết đấy rồi. Hết không dispel được sao vậy rồi. Kháng lửa. Vì sao bác? What? Sao lại kháng lửa? Con thần đèn nó búp ấy. À, 1, 2, 3. 3 là chia 4. 4 là 1000. Chia 4 là còn 700. Chết được 10 con vịt nhưng mà đi được con này luôn. Được. Từ xem nào. Bác chết thần đèn được. Thật, từ trên thần đèn đạp con Hatfit vẫn ok. Được rồi, được rồi. Đợi nó chạy ra anh. Đấy trên nó. Kiểu gì bọn kia lại bu vào đánh hết phản trước. Chẳng lẽ thần đèn với cả con golem lại không vào đánh hết phản đúng không? Mà bây giờ đánh hết phản chẳng có là gì. Con Naga phải đi. Rồi, trên nó rồi. Bye bye.
Cái bò nó quá khỏe. Ui, có sách gió chứ. Nói chung là may là đẩy, tính được đúng cái tam minh đẩy cho đẹp đúng không?